thần tài đấy. Ôi. Để anh bật. Này, sao gặp bọn anh thì cứ như gặp ông Ba Bị thế hả? Chào hỏi một câu đàng hoàng chạy đâu. Đúng rồi, bọn anh chờ em hơi lâu đấy. Em quên đồ ở trường, anh cho em đi về em lấy ạ. Quên đồ ở trường à? Trường sắp đóng cửa rồi, đi đưa mày, đưa đi lấy. Sướng nhất chú nhá, có hai ông anh đưa đi đến tận nơi, về đến tận chốt. Đi, thôi. Thế bảo đưa về trường lấy đồ mà lại không thích à? Rồi tan học về đúng không? Vâng. Thế thì để bọn anh quan tâm kiểm tra cho nó được. Vâng. Xem bài mở sao, vở anh ơi, có đẹp không? Em không có gì đâu anh. Ừ thì đã, ai bảo có gì. Quang sách vở này. Học gì học lắm thế. Cho em đi về. Bình tĩnh, về thì có ai bảo không cho mày về đâu. Thôi anh ơi. Nào. Hợp tác em ơi. Thế không có tiền à? Bố mẹ không có tiền quà? Không có, em nói thật các anh, em không có, anh cho em đi đi ạ. Sao lại nhà có điều kiện như thế mà lại bảo không có tiền? Thế là không có gì thật à? Không có gì. Này, không thật thà ấy thì chỉ có mặt thiệt thòi thôi. Anh ghét nhất cái loại ăn ăn trên ngồi dưới đấy, hiểu không? Ngồi chấp. Em nào em có dám rửa các anh, em không có thật mà anh cho em đi ạ. Không có thật à? Không có. Khó mà. Ô. Này. Ôi anh ơi, bạc à? Không phải bạc đâu anh ạ. Ôi anh ơi, dây bạc này. Ôi, đồng hồ xịn đấy. Cái loại này là có giá trị đấy. Ôi, đồng hồ đồ chơi. Anh bảo này, đồ chơi bọn anh cũng thích, bọn anh vẫn đang tuổi chơi đồ chơi. Bây giờ mày tháo ra. Tháo ra. Cũng được. Tháo ra. Thôi. Để anh tháo. Anh cứ tháo cho em. Mày bật. Gì cơ? Sổ đỏ không làm được á? Sao? Thế sao đợt trước chú bảo chú làm được cho anh? Này, anh không cần biết nhá. Đây là anh tin chú thì anh mới làm đấy. Bây giờ chú mà không làm được thì anh bán cho ai? Hả? Cái gì? Chú đùa anh đấy à? Nói anh nghe xem nào. Alo? Alo này? Thằng kia không? Mày đi học về mày không chào tao à? À, tai tao cũng điếc đâu mà bảo mày chào tao. Con chào bố rồi. Thằng này, bây giờ tao nói mày lại còn to tiếng lên à? Hả? Mày đứng lại. Mặt mày làm sao đây? Mày ra đường mày đánh nhau đúng không? Hả? À, mày thích làm anh hùng đúng không? Mày thằng phích con. Này, có vụ gì đấy? Nghe thấy không? Lão Tài lại đánh con. Lại đánh? Ừ. Lão Tài lại đánh con. Ba hôm trước thì em thấy đã xóm mình đã ầm ĩ lên về cái vụ ông ấy đánh rồi, hôm nay lại đánh tiếp à? Ôi em ơi, cái lão Tài này đánh con như cơm bữa, ngày phải hai trận, trận sáng trận tối. Đây á, cách nhau 3 ngày á là còn xa đấy. Này, dã man thật nhở, mà bạo hành gia đình như thế này vào tổ dân phố nhà mình không vào cuộc à? Vào cuộc thế nào được em? Cái thằng đấy 14, 15 tuổi rồi, có phải là đứa 2, 3 tuổi đâu. Bây giờ mọi người quanh khu đến hỏi là cháu ơi cháu bị bố đánh à? Thế cháu bảo là không, cháu có bị bố đánh đâu thì giải quyết thế nào, can thiệp thế nào được. Sao nó phải chối, nó cứ kể hết tội của bố nó ra. Em nhìn nhà nó to như thế này, bố nó đầy tiền, bây giờ mà nó mách tội bố nó, bạo lực nó, thế là ai chu cấp cho nó tiền, tiền ăn, tiền học, tiền tiêu. Thế nên là nó bênh bố nó lắm. Này này chị, có phải là từ hồi mẹ nó bỏ đi theo người khác thì nên là ông Tài mới đổ đốn ra như thế này đúng không? Ôi dồi ôi, ngày xưa cũng là vì đánh vợ nhiều quá nên vợ mới bỏ đi đấy. Ôi thế á? Ừ. Ôi ngày xưa đánh vợ, bây giờ có đánh con. Này thì mà em nói thật với chị biết nhá, bọn trẻ con bây giờ nó liều lắm. Cứ đánh nó suốt ngày như này kiểu gì có chuyện xảy ra. Chắc chắn là có chuyện luôn, chị nói với em nhá. Những cái bọn mà chưa đủ tuổi vị thành niên như thế này nhá, ở nhà lại không có giáo dục tử tế, bố lại suốt ngày đánh, bố suốt ngày chửi, thì thể nào trong người nó cũng có bạo lực trong người. Cái tính bạo lực của nó cũng sẽ dần dần nổi lên, nguy hiểm lắm. Mà cái thằng này, mấy lần em gặp nó ở ngoài đầu ngõ ấy, mặt nó cứ lầm lầm lì lì, nó có mở miệng ra nó chào ai bao giờ đâu. Thế nó không chào em à? Không. Nó cũng không chào chị. Thế thì thằng này chắc hỏng luôn rồi. Em ngửi thấy mùi cá cháy không? Ồ, hay là mùi nhà chị? Chị vừa mới kho nồi cá, rõ ngon luôn. Đi, rồi, chị về chị cất ra nhé. Đi về đấy nhá. Mày đây à? Wow.
đấy, đi đâu đây? Rồi bỏ ra. Ơ, cái gì cơ? Cái gì? Nói gì nhở? Đình nóc này. Kịch trần đấy. Bay phấp phới luôn. Ờ. Này, bọn anh bây giờ già rồi, tai nó ngãnh ngãng rồi. Không nghe thì mày nói cái gì cả, mày nói lại một lần nữa được không? Tránh ra cho tôi đi. Ôi, nghe như rót mật vào tai này. Mà từ tai đi xuống phổi, phổi đi ra tim, mà tim bật một phát lên não là đầu óc đang mê man đúng không? Nộ một ít lệ phí ra rồi bọn anh cho đi. Này, anh bảo cái giá này nó là khuyến mãi ưu đãi dành cho khách quen. Chú là khách quen mới có cái giá đấy, chứ khách lạ là không có đâu. Đúng. Thôi đưa tiền đây, xong lại còn về với bố mẹ. Nào, bỏ ra. Thật khá thật đấy. Nhưng mà không bảo. Này, bọn anh ấy thì có ý, mà chú em thì lại hơi vô ý đấy. Mày không bật hả? Con lỡ này. Alo. Đúng rồi, tôi bố của cháu Phi đây. Cái gì cơ? Con trai tôi đâm chết người á? Ở đâu ạ? Dạ vâng, tôi qua luôn ạ. Dạ dạ, cảm ơn anh. Hiện nay thì pháp luật hình sự Việt Nam có quy định về trách nhiệm hình sự của những người chưa thành niên phạm tội. Những người chưa thành niên phạm tội được coi là những người mà phạm tội khi mà họ chưa đủ tuổi hoàn toàn chịu trách nhiệm hình sự, chưa đủ các cái nhận thức cũng như là thể chất tinh thần chưa hoàn thiện và đã tiến hành phạm tội. Thì theo quy định tại Điều 12 Bộ Luật Hình sự có quy định về cái trách nhiệm của hình sự của người chưa thành niên phạm tội thì quy định hai mức như sau. Người từ 16 tuổi trở lên sẽ chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm mà mình gây ra, trừ trường hợp mà pháp luật, bộ luật này quy định khác. Bộ luật này quy định khác được hiểu là trong một số các cái tội phạm thì có quy định mức tuổi chịu trách nhiệm hình sự là từ 18 tuổi trở lên, thì những cái người 16 tuổi thì sẽ được loại trừ. Trường hợp thứ hai là trách nhiệm hình sự được áp dụng đối với người từ 14 tuổi cho đến 16 tuổi, dưới 16 tuổi thì trách nhiệm hình sự là những cái trẻ vị thành niên từ 14 đến dưới 16 tuổi sẽ chịu trách nhiệm hình sự đối với những cái tội phạm rất nghiêm trọng và các cái tội phạm đặc biệt nghiêm trọng trong một số các cái tội danh như tội giết người, tội cướp tài sản, các cái tội phạm liên quan đến hiếp dâm, những tội phạm liên quan đến tình dục. Thì tôi cũng giải thích thêm thế nào là những tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà người từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm. Tội rất nghiêm trọng được hiểu đó là cái những cái tội phạm mà có cái mức hình phạt từ trên 7 năm tù và dưới 15 năm tù. Và những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là có trên 15 năm tù và đến 20 năm tù và có mức hình phạt là chung thân và tử hình. Hiện nay chính sách nhà nước cũng như là bộ luật hình sự thì cũng đều có những cái biện pháp để xử lý cái người chưa thành niên phạm tội mang tính chất nhân đạo, giáo dục và răn đe, và các cái quy định pháp luật hình sự hiện nay đang tiếp tục được hoàn thiện, trong đó có các cái quy định hiện nay chúng ta đang xây dựng một cái luật về tư pháp đối với người chưa thành niên phạm tội. Đấy là những cái quy định. Và cái mức hình phạt mà áp dụng với người chưa thành niên phạm tội thì cũng áp dụng cái mức hình phạt nhẹ hơn so với lại cái tội danh đối với lại người thành niên phạm tội. Ví dụ như là không áp dụng hình phạt chung thân tử hình với mấy người mà phạm tội dưới 18 tuổi. Thì đây là những cái quy định liên quan đến trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội. Thì đối với lại những người chưa thành niên phạm tội cần có cái sự giáo dục của gia đình, của xã hội và cộng đồng để tránh cho những người chưa thành niên này rơi vào vòng lao lý và ảnh hưởng đến cái tương lai, đến cái sức khỏe, đời sống và tinh thần. Thì cũng mong là qua cái tình huống của
truyền hình cũng như là tình huống này thì các cái bậc phụ huynh gia đình cũng quan tâm giáo dục con cái để tránh cho những người chưa thành niên vướng vào vòng lao lý.